Câu chuyện tiêu hủy thuốc được đưa ra công luận khi kết quả thanh tra của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh được công bố. Dù sự việc xảy ra vào năm 2015, nhưng thực tế thì sự lãng phí đầy cay đắng đó không phải chỉ xảy ra ở một bệnh viện. Hàng trăm viên thuốc có giá hơn 1 triệu đồng một viên cũng đã bị tiêu hủy tại bệnh viện chuyên khoa lớn nhất về ung thư khu vực phía Nam, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kết luận của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Bệnh viện Ung bướu. Bản kết luận dài 16 trang với nhiều nội dung. Đặc biệt, trong đó là việc tiêu hủy 267 viên thuốc Nesava có nguồn gốc viện trợ từ nước ngoài. Loại thuốc dùng cho bệnh nhân ung thư gan, thận giai đoạn cuối. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung với vai trò là trưởng khoa dược thời điểm đó cho biết là do sự thay đổi về bảo hiểm y tế. Trước đây Nesava là được thanh toán bảo hiểm là 100%, 80-100%. Thì bắt đầu từ ngày 1/1/2015 thì cái danh mục bảo hiểm đã thay đổi về tỷ lệ thanh toán còn 50%. Cái điều đó nó dẫn đến là cái chuyện mà mức độ sử dụng của bệnh nhân giảm xuống, là vì người ta dù là được bảo hiểm, người ta vẫn phải đóng một phần tiền, có viện trợ, có tài trợ, nhưng mà... Theo bà Dung, trước năm 2015, bệnh viện cấp phát đến hơn 4.000 viên thuốc Nesava cho bệnh nhân. Nhưng ngay sau khi bảo hiểm y tế thay đổi, thì bệnh nhân giảm đến 2/3, nghĩa là chỉ còn 1.000 viên thuốc được phát ra. Mỗi viên thuốc có giá 1.075.000 đồng, uống 2 lần mỗi ngày. Bảo hiểm ngưng chi trả, người bệnh ung thư giai đoạn cuối ngay lập tức rơi vào tuyệt vọng. Số lượng thuốc dư thừa vì không được sử dụng ngay lập tức hết hạn. Bệnh nhân gặp khó vì bảo hiểm y tế thay đổi. Còn bệnh viện, dù muốn bệnh nhân được sử dụng loại thuốc đắt tiền hiệu quả thì cũng không hề dễ dàng vì thủ tục và quy trình. Vài năm trước đây thì trước khi mà mình muốn nhập thuốc là mình sẽ phải lên kế hoạch dự trù. Sau khi mà cục quản lý dược chấp thuận rồi á, thì mình lại làm tiếp tục một bước là mình phải xin phép sở y tế. Mình báo cho sở xong thì sở sẽ phải làm thêm một số các công văn đề nghị khác qua bên Hội Liên Hiệp. Rồi từ Hội Liên Hiệp lại trình cho Ủy ban. Rồi Ủy ban bắt đầu mới phê duyệt. Tiếp thủ tục là xin sở tài chính. Xin sở tài chính cho nhập hàng viện trợ. Sau khi được sở tài chính phê duyệt rồi, bắt đầu là lúc đó là hải quan đã thông báo mình rồi. Mình sẽ làm một số thủ tục đi lãnh hàng tại hải quan, và sau khi mà lãnh hàng tại hải quan rồi thì mình lại tiếp tục mời bên sở tài chính xuống kiểm kê. Là cái lý do đó là thủ tục rất là kéo dài, lê thê. Đây cũng là một cái để chúng ta làm cho cái thuốc chúng ta bị quá đắt. Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã có những kết luận về trách nhiệm từng cá nhân trong các vụ việc tiêu hủy thuốc quá đắt tại hai bệnh viện lớn của thành phố trong năm 2015. Nhưng cái khiến người ta đau xót là những quy trình và chính sách có phần cứng nhắc đã đẩy thuốc ung thư tuột khỏi tầm với của người đang nguy kịch mà lại không có tiền. Chưa bao giờ cái nghèo lại có tội đến như thế.